Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Mi Phạm Cuộc Sống Mỹ Đam Mê Làm Vườn. Thì hôm nay là cũng bước qua mùa thu rồi, thì vô giữa tháng 10 thì thời tiết nó sẽ mát lạnh lắm cô chú và bạn. Tối qua đặc biệt nó ngày đầu tiên nó có 45 độ F, nhưng mà mình vẫn chưa đưa những cái cây nhiệt đới vô, tại vì những cây nhiệt đới thì 45 độ F nó cũng không chịu nổi như cóc ổi vậy á, nhưng mà nó mới có một đêm không sao nên mình vẫn chưa đưa vô. Thì tận dụng bữa nay thời tiết mát thì mình ra vườn để mà mình trồng một ít rau cải mùa thu cũng như mùa đông. Hôm nay mình sẽ gieo thêm một ít hạt cái này là cải xà lách màu tím cũng như là màu xanh ha. Rồi thêm tầng ô nè, rồi cải hoa hồng nè, cải bẹ xanh cũng như là một ít spinach nữa. Thì đây là những cái hạt rau cải mà nó chịu lạnh được cô chú anh chị bạn, nhưng mà đừng có đông đá. Thì nếu mà đông đá thì rau cải nào nó cũng không chịu nổi hết, nhưng mà mát lạnh nó vẫn chịu nổi ha. Thì hôm nay mình sẽ gieo vô trong những cái thùng mà hôm bữa mình mới dọn, mình trồng rau đay trắng của chú chị bạn. Nhớ video trước mình có chia sẻ ha, thì mình sẽ gieo những cái hạt giống này vô đây, nhưng mà đất á, thì mình sẽ trồng phân nửa thôi để mình đổi cho cô chú anh chị bạn xem ha. Thì đây là những cái thùng đất mà mình bỏ đất có nửa thùng thôi nè đó. Thì phía dưới là mình cũng có đã bỏ một ít rác thải nhà bếp á, xong một chút mình sẽ xới nó lên ha, mình xới đều nó lên cũng giống như những cái chậu này nè, mình xới lên xong sau đó mình cho thêm một ít đất này vô đó. Bữa nay mình mua cái đất này trong Home Depot nè, mình xài đỡ nè. Còn cái đất mà hồng hồng tím vàng của mình á, cái mà Polymix á, bữa nay ngày hôm qua đi nó không có nên bây giờ mình xài đỡ cái đất này cũng được. Tại trong đây thì nó cũng đã có một mớ đất cũ hôm bữa rồi. Thì bây giờ mình sẽ xới đều mấy cái chậu này lên rồi mình sẽ gieo. Thì mình nói là mình chưa có nửa cái hộc đất thôi, để mình gieo rau cải thì nó không cần lấy độ sâu lắm, nó chỉ cần bề ngang thôi chứ độ sâu nó không cần nhiều, khoảng gang tay là nó cũng đủ rồi. Thì mình chừa nửa thùng là để trời mà lạnh, những ngày mà có thể đông đá đó, mình có thể lấy cái nắp vàng của nó mình phủ ở trên thì nó sẽ không bị đông đá ha. Rồi bây giờ mình sẽ xới mấy cái chậu này lên nha. Và mình cũng không quên cho thêm một ít perlite vô ha. Cái perlite nó giúp cho cái rễ nó thoáng khí, thì cái rau nó dễ phát triển hơn. Thì mỗi chậu mình cho một mớ vô, mình trộn nó cho nó đều lên. Thì đây là những chậu đất mình đã làm xong, mới vừa làm xong đó cô chú anh chị bạn thấy ha. Đó, mình mới vừa xới xong hết, bây giờ mình sẽ gieo hạt. Thì đây mình sẽ gieo một ít tầng ô trước vô trong hai chậu này. Thì đây là những cái đất cũ cũng như một ít đất mới, rồi rác thải nhà bếp mình đã trộn đều nó lên. Thì sau khi mà mình gieo cái này nó lên khoảng chừng hai lá đầu á, thì lúc đó mình sẽ pha phân cá mình tưới lên nha cô chú anh chị bạn. Rau ăn lá thì mình sẽ tưới phân cá đó. Thì mình gieo như vậy, nếu mà nó lên dày quá đó là mình sẽ bứng vô trong Greenhouse, mình sẽ trồng lại, mình sẽ giữ một ít mùa mùa đông nó không bị đông đá, trong đó thì mình có mình thu hoạch mùa đông. Rồi. Cái chậu này thì mình sẽ gieo spinach ha.
Một gói này mình sẽ chia ra làm 3. Mình chia làm 3 lai. Mình sẽ gieo nó thành một hàng, từng hàng cho nó là mình chia thành 3 hàng ha. Rồi, thì mình muốn lắp nó lại như vậy á, để cái rễ nó lên á được mạnh, nó nằm ở dưới chứ nó không có bị yếu á, khi mình tưới nước á nó không có bị yếu. Cái này là mình gieo đại cho giống như là mùa thu lạnh, mình không có gieo từng trong cái chén nhỏ hoặc là một cái ly nhỏ đó, thì sau khi nó hơi lên khoảng chừng nửa ngón tay là mình có thể đem ra mình trồng, như vậy thì cái cây nó sẽ mạnh khỏe. Còn bây giờ mùa thu rồi thì mình gieo trực tiếp xuống vậy luôn. Rồi, kế tiếp cái chậu trong đó là mình sẽ gieo cải xà lách màu tím cũng như là màu xanh ha. Thì một nửa mình sẽ gieo màu tím, còn một nửa bên đây mình sẽ gieo màu xanh. Hôm bữa mình có gieo một ít xà lách xanh mà loại giống khác, mình gieo ở đằng kia, bữa nay nó cũng có lên rồi. Rồi, cái này thì xà lách xanh. Rồi mình gieo mà nó lên xong mình sẽ bứng rồi mình trồng. Thì nó hơi nhiều mình gieo ít thôi. Rồi, học này thì mình sẽ gieo cải hoa hồng. Mình gieo rồi để có chỗ mình gieo sau khi nó lên 2-3 lá mình có thể bứng rồi mình trồng nha. Cải hoa hồng từng cây nó bự lắm nên mình sẽ bứng rồi mình trồng. Cái này mình gieo cái chậu để cho nó có chỗ nó lên thôi. Còn phía bên đó thì mình sẽ gieo cải bẹ xanh. Thì cải bẹ xanh này là mình lấy giống ở cái mùa rồi nha. Thì sau khi nó lên mình cũng sẽ bứng rồi mình trồng. Còn nếu đặt dày quá thì mình sẽ nhổ theo kiểu cải bẹ xanh non mình ăn cũng được. Rồi, thì 6 cái chậu đen mình mới vừa gieo xong, một chút mình sẽ tưới cho nó thêm một ít nước để cho nó dằn mấy cái hạt nó xuống ha. Thì sau khi mình gieo xong thì bây giờ mình sẽ tạt qua cái đám khổ qua luôn, mình mót coi còn trái nào trong đây thì mình sẽ hái luôn cho bữa nay vô nấu canh nè. Hay 1-2 ngày trước mình cũng có ra mình thăm chừng thì mình cũng có thấy được 1-2 trái rồi. Ở ngoài nè, hôm bữa mình mới thấy đâu đây nè. Cái non nha, cái non cũng còn nha cô chú anh chị bạn, mà lá quả nó cũng vẫn còn xanh tốt rất là nhiều. Tuy là bữa nay đã trời mát lạnh rồi, lần đầu tiên mà mình trồng khổ qua mà kéo dài như vậy luôn á, chứ từ trước giờ mình trồng là khoảng tháng 9 là nó rụi hết trơn rồi. Đây mình thấy nè ha, cô chú anh chị bạn nhìn ha, trái rất là ngon luôn. Rồi ơi bên này nhìn nè, wow, đã chưa, quá đã luôn đó. Một trái đây dưới nữa nè, thấy không,
nó chưa có nở gai lắm, nhưng mà thôi mình hái luôn. Ở dưới cái con này, con ốc rồi nó hay ăn lắm. Ở trên coi có không. Đây. Rồi, trái này suông đẹp quá nè. Ha. Đó. Đây có trái này nó cũng đẹp nữa. Rồi vô mùa thu mà trái cứ qua nó đẹp quá cô chú anh chị các bạn. Đó, đã chưa? Wow, trên nó cũng còn trái non ha. Còn đây coi có không. Ồ. Wow luôn. Đi hái khổ qua lúc nào cũng wow quá cô chú anh chị bạn. Tại sao trái nó đã quá à. Gặp cái trái to đó. Wow, cái trái nè, nhìn nè. Suông đẹp tuyệt vời luôn. Wow. Mà cứng nhắc luôn nha. Wow, đã quá. Bây giờ nó dài á, cái cuốn nó dài. Coi ở đây coi còn không. Nhiều khi nó nằm ở dưới mình không thấy. Đây nè, đây có trái nhỏ nè. Máng nó lên đi. Chứ không thôi để dưới cái là con này con kia nó ăn hết trơn à. Rồi, mình nghĩ ra. Giờ đi vô trong nha. Trước khi vô trồng coi hoài có không cái nè. Nó có luôn nè. Cái này thì nhỏ nè. Nhưng mà nó già rồi. Đã quá. Đây nè. Wow. Đây có một trái nữa. Wow. Trời ơi. Trời ơi. Con cái trái nó to nè. Wow. Đã chưa cô chú anh chị các bạn. Hồi nãy một trái to, bây giờ thêm một trái to nữa. Trời ơi, nó đã ghê luôn đó. Wow. Cái này là ăn một trái, đáng một trái luôn. Trời ơi, rớt xuống cái gạch. À, bị rớt rồi. Đó. Trái nó bự nè. Ồ. Đây dưới cũng có một trái nữa nè. Trái này còn nhỏ thôi, đừng hái uổng lắm. Trái đó sẽ bự đó. Wow, đã thiệt là đã luôn. Rồi giờ mình vô trong nha. Không biết còn không nữa. Vô trong cái đã. Đi vô. Vô lại dưới nó có một trái nằm ngang luôn. Nằm ngang thùng luôn. Tại trong đây nó hơi hơi bít bùng á. Nên mình cũng ít chui vô lắm. Khi nào đi hái mình mới chui vô. Còn vòng vòng ở ngoài thì mình hay hay thấy. Wow, đây nữa nè cô chú chị bạn nhìn ha. Mình đứng ở ngoài. Mình nhìn không có thấy. Mình vô đây cái mình dòm ra cái sáng mình thấy nè. Đó. Cái này thì nó suông ghê không. Và đây nữa nè. Suông ơi là suông luôn. Ây da. Wow. Đẹp tuyệt luôn ha. Wow. Đã quá. Trái này nhỏ nè. Bỏ vô đây đi. Giờ nó thòng xuống trái nó sẽ suông đẹp. Wow, đây nữa nè. Thấy chưa? Wow, trái bự. Nó thòng xuống là trái nó sẽ bự. Coi hai trái to nè cô chú chị bạn ơi. Một gang tay luôn hơn luôn đó. Wow, đã thiệt luôn. Đây có một trái. Đó. Đây có một trái. Đây có một trái nữa. Qua đây nữa. Qua. Qua. Bốn trái luôn nè. Giật dây ấy, chứ mà hái thì cũng không được. Giật dây thì cầm được bốn trái. Đây có một trái nhỏ. Đây có nữa nè. Thấy không? Ây à. Còn không? Wow, đây là cô chú anh chị bạn ơi. Trời ơi, coi nhìn nè, đã chưa? Nhà cô chú anh chị bạn nào mà còn tháng 10 mà còn khổ qua lủng lẳng vậy giống mình không? Trời ơi, đã chưa nè? Thì thật sự là năm nay mình trồng theo dạng mà hai cái thùng mình bỏ vô trong lòng của cái vàng á, che mát nè. Nhiều khi nếu mình lỡ quên ngày nào mình bận mình không tưới nước thì cũng không đến nỗi bị khô hốc ha.
Trời ơi, cái dây của nó mập nè, có cái gốc của nó mập nè, cô chú anh chị bạn nhìn nè, hỏi làm sao, à, đó, làm sao mà nó không tốt mà nó kéo dài cho tới gần bước qua tháng 11 rồi mà nó vẫn còn trái như vậy. Bên đây cũng vậy nè, thôi giờ hái mấy trái này, mà cổ hoa mình trồng cái này là cổ hoa xanh với lại cổ hoa trắng, bây giờ mình trồng chung nó lai tùm lum hết luôn à, mình chẳng biết trắng hay là xanh luôn. Nó không còn xanh đặng mà nó cũng không trắng nữa. Lại một em bự nữa nè, thấy chưa? Đó. Em này nhỏ. Này khổ hoa đèo. Khổ hoa xanh, khổ hoa trắng, khổ hoa bắc cái gì? Cái câu mà hồi xưa người ta hay hát. Khổ hoa xanh, khổ hoa trắng. Khổ qua mắt nắng là khổ qua đèo, em thương anh không kể giàu nghèo. Wow, đã chưa? Wow, đây còn sót một trái nè cô chú anh chị bạn ơi, mình để xuống rồi mình mới nhìn ra mình thấy nè, thấy chưa? Đó, mà mình ứng hoài mình đâu có thấy đâu. Đã quá, đã luôn. Đây trái, đây một trái nữa rồi. Rồi, trời ơi coi nè, một rổ nặng trì luôn ha, 20 trái có luôn á, chắc 20 trái có đó. Đây một em trái nhỏ đây, toàn ten đây nữa nè đó. Rồi hiện tại mình nghĩ chắc hết rồi. Ê, em chui ra qua mé bên này coi có trái nào không đó. Lá nó còn tốt quá trời của chú vậy bạn ơi, đọt bò sum xuê luôn ha. Ồ đây, nó núp ở dưới gốc nè mà mình không thấy nè, thấy chưa? Một trái đó, nhiều khi không không có thấy, đứng trong không thấy, đứng ngoài dòm xuống dưới mới thấy. Rồi rồi, chắc trái này nữa, trái cuối cùng rồi. Đây coi cái này, cái nhỏ vậy đi. Rồi giờ tiếp tục mình đi qua hái mướp nha, mình nghĩ mướp bữa nay cũng có trái luôn rồi đó. Đã cô chú anh chị bạn, một rổ luôn rồi đó. Đi qua hái mướp, con đường qua hái mướp sao nó trong gai mọc tùm. Coi nè, bữa mình hái lá mình bỏ bao nhiêu lần rồi mà bữa nay tiếp tục nữa rồi, nó lại lại bò lung tung beng nữa. Đây nè cô chú và bạn nhìn nè, trái nè đó, thấy chưa? Trái nè, ở trên kia nữa nè đó, trái trong đó nữa, được 4 trái rồi nè. Bên đây ha, 5 trái cộng luôn thêm em thằng Lằng nữa. Wow, 5 trái nha. Để mình chưa biết ở phía trong và bên đây mình có nữa không hả? Wow, 5 trái mướp, trái này thì già rồi. Rồi bây giờ mình sẽ hái 5 trái đó trước cái đã. 5 trái mướp thì nó dai lắm, mình giật không được. Cái này là vừa ăn luôn cô chú anh chị bạn ơi, vừa ăn luôn, đã ha. Đây mình có 2 trái vừa ăn, đây 1 trái nữa, 3 trái rồi, để đỡ đây đi. Đây múc trên cao cô chú anh chị bạn ơi, quay lên. À, thấy chưa? Đây nữa. Wow, đã thiệt luôn.
Được 5 trái mướp trước tiên rồi ha. Năm trái trước rồi. Bây giờ mình chui vô trong nè. Trời ơi, cô chú gì bạn ơi. Mình chỉ tưởng là có năm trái ở phía ngoài, mặt ngoài mình đi mình thấy thôi. Bữa nay mình thật sự mình chui vô trong mình mới thấy nè, cô chú gì bạn nhìn nè. Trời ơi, coi nè. Wow. Khủng khiếp chưa? Trái này nó già luôn rồi. Đó, coi nè. Trời ơi là trời, không coi nó bò bò bò. Wow, ơi là wow luôn. Còn hơn là khổ qua nữa cô chú anh chị bạn ơi, nhìn đã chưa? Wow, đâu 1, 2, 5, 8 trái luôn cô chú anh chị các bạn ơi, nhìn thấy đã không? Wow. Trời ơi, nãy 5 trái ngoài giờ 8 trái nữa. 13 trái ăn sao hết trời. Nhưng mà bây giờ mình không hái ra thì sẽ nó già. Để mình đi thử nha. Mình thử từng trái coi. Trái này còn mềm. Cái này ok. Trái này cứng rồi. Wow, trái này cũng hơi cứng rồi. Này thì ok, cái này còn mềm nè. Đó. Trái này cũng còn mềm. Còn mềm. Rồi, hai trái cứng rồi cô chú anh chị bạn ơi. Có một, hai. Ừ, hai trái bị cứng rồi. Ơi, uổng quá đi nè. Wow, giờ mình phải hái thôi. Ba trái là nhỏ ngon nè. Đó. Đây là non ngon nè. Ăn có bài có cho nó non nó gãy nè cô chú anh chị bạn nhìn nè. Gãy ủng không? Thiệt là cái tình. Đó, ha, được ba trái. Trái này. Cái này thì cũng còn mềm nè. Cái này thì cũng ngon nè, cái này thì nó đẹp nè, tại nó thòng xuống nó đẹp nè. Bây giờ trái này nó cứng rồi, với lại trái bên đây nữa nó cũng cứng luôn, còn trái này thì được nè. Hy vọng là hết rồi, cũng thôi nó già nó uổng nóng. Giờ được 6 trái ha, hai trái này già mình không hái được. Ai à. Wow. Một rổ luôn rồi. Đó. Rồi bao nhiêu nêm mớp với lại khổ qua nó phía dưới nè. Mình phải để máy xuống cho mình mới bưng được quá. Thế là mình thử coi. À, nặng quá. Thôi mình bưng mà mình nương nó đi. Đó. Wow. Mình có trái dưa gang cô chú anh chị bạn ơi. Còn một trái cuối cùng ha. Dây nó tàn hết rồi nè. Còn có một dây cuối cùng nè. Đó. Đó nên bây giờ mình phải hái luôn trái này rồi. Xong rồi mình dẹp. Mình sẽ dọn luôn cái chỗ này cho nó sạch sẽ. Tự động vô mùa cái mùa thu cái nó tự tàn hết luôn. Nó quéo hết trơn luôn. Đây còn một trái. Cũng đẹp lắm á. Nhìn tròn trịa ha. Đó. Năm nay mình nhờ á. Mình nhờ cột trong cái túi này đó cô chú và bạn nên trái cây mình giữ lại được không có bị nha. Không có bị con này con kia ăn nha. Đó, còn đựng trái dưa gang cuối mùa nha. Rồi, giờ mình xách ra đây mình soạn nha. Thì mình vừa đếm xong là được 11 trái mướp hương nè. Được 22 trái khổ qua lớn nhỏ luôn. Với là một trái dưa gang. Phải nói là công nhận mùa thu mà trái nó còn đẹp quá trời đẹp ha cô chú anh chị các bạn ha. Đó, mùa thu mà còn đẹp, trái còn đẹp hơn mùa hè luôn á. Trời ơi, định đi vô đây nè cô chú anh chị bạn mà đứng đứng ở trong cái patio nhìn ra thấy có màu đỏ đỏ thì ra là
bông sua đũa tím của mình nó có bông nó nở rồi nè cô chú gì bạn thấy ha. Wow, đã chưa, nó nở rồi nè, bông này mới nở, còn cái bông bên đây là đã nở rồi, cái này chắc nở hôm qua rồi, mình đâu có biết đâu. Đây nữa nè, đó giờ nó có bông nhỏ rất là nhiều nè. Đó, thì ra là bông sua đũa tím của mình nó đã có bông rồi, nhưng mà màu trắng thì vẫn chưa cô chú anh chị bạn ơi. Thì đây là cái bông đầu tiên của năm nay nha. Năm rồi thì mình cũng được mấy chùm, nhưng mà trời đông đá cái nó chết mất tiêu. Còn năm nay nè, năm nay có bông sớm hơn. Thì bây giờ mình để thử coi nó có đậu thành trái để mình lấy hạt không nha. Mình sẽ giữ lại hạt giống. Wow, nhìn đã quá. Thì tại vì bây giờ nó cũng mới có một chùm một bông thôi à. Nó mới có một chùm ra nó có bông nó nở. Giờ mình hái vô mình cũng đâu có nhiều đâu ha, để mình nấu canh chua được. Thì giờ mình chờ đi, mình chờ cái mấy nhánh này nó ra mấy cái bông này cùng đợt nè, nó nhiều bông thì mình mới hái, mình mới nấu canh chua được. Bây giờ để một chùm đi, chùm cho đẹp, ngắm cho đẹp. Nhìn đã quá cô chú anh chị các bạn ơi. Thì hôm nay mình đi ra vườn chủ yếu là mình muốn gieo một ít hạt rau cho mùa thu với mùa đông. Nhưng mà sẵn rồi mình thấy có khổ qua với mướp cho bữa nay mình hái luôn. Giữa tháng 10 rồi mà hái còn một mâm bưng không nổi luôn đó cô chú anh chị các bạn. Với lại một trái dưa gang cuối cùng luôn ha. Có một chùm sô đũa nhưng mà mình không có hái là tại vì nó ít quá. Mình hái vô cũng không nấu canh được thôi, mình chừa để cho làm giống luôn. Thì mình cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã theo dõi hết cuốn video của mình hôm nay. Cũng như đó cùng với mình đi ra vườn để mà thu hoạch mướp với lại củ qua ở giữa tháng 10. Hơn giữa tháng 10 rồi. Thì nếu cô chú anh chị bạn nào vẫn yêu thích video của mình thì xin cho mình một like, một chia sẻ cũng như nhấn chuông để ủng hộ kênh của mình nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn video tiếp theo. Bye bye.